Nightbus, một trò chơi mà chúng ta sẽ phải lái xe buýt. Giới thiệu thế được rồi, nhớ like video, đăng ký nhá. Rất cảm ơn mọi người đã vậy. Quá nhanh, tôi không thể nào đọc được kịp được. Quá nhanh, không thể nào đọc kịp được. Phần vừa rồi nó đi qua quá nhanh, các bạn thông cảm với mình nhé. Mình sẽ không kịp dịch bù lại lúc làm video, mình sẽ sớm ra các dòng chữ ở đoạn đầu của các bạn. Ô, đây là mèo thật á? Đây là mèo thật nhá, đây là mèo thật. Nói không biết là anh em tin không chứ. Tin. Ngày xưa tôi đã từng ước mơ là một tài xế xe buýt. Tôi nghĩ rằng công việc hàng ngày tôi được đi lại các cái cung đường thì sẽ rất là vui. Cho đến khi tôi nhìn lại đường Hà Nội anh em ạ, thực sự là nó quá tắc để có thể có cái ước mơ kiểu vậy. Mở ra ở đâu nhỉ? À, ở đây. Có cái vé trồi ra này. Vào đây bạn ơi. À không, bác ạ. Vâng. Dừng lại ở bến 661. Đóng cửa vào đúng không? Mời vào chỗ cho. Mời vào chỗ cho. Sáu sáu mươi. Chúng ta sẽ không drop ông già. 660, 661 là nơi chúng ta sẽ để ông già lại. Tôi xem được ông già đang ngồi đằng sau này. Đáng ra ở Việt Nam là phải có mấy anh lơ xe kiểu cụ vào ngồi cho, mình chỉ việc lái xe thôi. Nhưng mà không, tôi là người phải đảm nhiệm cả vấn đề giao tiếp với khách hàng trên xe nữa. Mấy anh lơ xe là mấy anh cứ cầm vé ở trên tay, ngồi kiểu vẫy vẫy, ngồi đi thu tiền mọi người anh em. Và mấy anh ấy nhá, luôn luôn là những cái người có những cái kiểu ngồi sành điệu nhất trên xe buýt đấy. Kiểu ngồi thả một chân, ngồi kiểu thiền, ngồi kiểu vừa ngồi vừa tay cầm nắm lên như này, thề luôn. À đây 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 đây, bến của ông cụ ấy. Mời cụ xuống cho ạ. Của cụ là 10 triệu. Cụ ơi, mời cụ xuống cho ạ. Mày chết mày cho mày. Nhanh cái chân lên nào. Cảm ơn. Đóng lại hả? Và đi tiếp à? Ôi, trò này đơn giản ta. Mời lên cho chị ơi. Chị có mặc áo đúng không? Ờ, có mặc áo này. Có mặc áo, có mặc áo. Chị đi đâu nhở? Ôi! Chú thuật gì này? Đây là loại chú thuật gì? Sao đang đứng ở đây mà tôi quay sang sau lại như này được? Ai mà biết được. Ngồi yên đấy nhá, ngồi yên đấy. Ảo thế nhở? Thực ra có vấn đề gì trên xe tôi cũng sẽ xử lý được ngay anh em ạ, không vấn đề gì cả. Chứ thật sự mấy cái đứa này nó yếu lắm anh em ơi, rồ ái mồ. Không phải lo, không phải lo. Chị này về bến nào nhỉ? Miễn là tôi vẫn nhìn thấy chị trên xe, mọi thứ nó vẫn ổn. Nào, ai ấn gì vào mày mà tự nhiên ôi nhiều. Bắt đầu hay rồi này. Đỗ ở đây đúng không ạ? Nhanh cái chân lên nào, 15 triệu, nhanh lên. Chị gái này không dự, không đỗ ở đây à? Chào chị nhá. Ôi! Dừng lại ngay! Những cái hành động kiểu đấy. What the dog doing? Mắt chị kiểu gì ấy anh em ạ? Lấy vé. Không, không lấy à? Chúng ta tạm gọi mấy cái hình ảnh đấy là kiểu song trùng của mấy cái hành khách nhá anh em. Mấy cái quãng đường này thực sự là quá gần để có một ai đó họ bắt xe buýt ấy. Tôi bắt đầu nghi nghi này. Ờ đúng là xe buýt này, đây lên ngay cho tao. Sao tự nhiên nghe dầm cái vậy? Anh ơi lên, lên với em với, em sợ quá anh ơi. Lên với em với. No, I don't think so. No way. Not that bus. No. Lên đi. Lên đi. Lên đi. Oh no. No freaking way. No. Bye, have a great time. Ok, đứa nào dọa khách của tao đây? Đứa nào dọa khách tao đây? Có phải con bé kia không? Ừ. Đây là công việc làm ăn, hiểu không? Người ta phải làm kiếm tiền về gia đình, hiểu không? Mình làm ma, mình sống phải có tâm xíu, ok. Thực ra tôi đổ lỗi cho hai chị gái đấy, nhưng mà ban nãy cái thằng đấy nó bảo tôi là hơi bị đâm, hơi bị đần, cho nên nó không lên xe tôi các bạn ạ. Đây là thứ thô lỗ nhất các bạn có thể nói với cả một người tài xế. Dừng hả? Dừng hả? Ở đâu? Ở đâu? Đâu làm gì có cái bến nào mà dừng. Cái vết tay ban nãy là mất rồi này anh em. Chị nào xuống, xuống đi ạ. Chị nào xuống thì xuống đi ạ.
Ui ôi, đi xuống từ từ thôi. Sao xấu thế? Này chị này thì còn đỡ này. Hai người 30 triệu này. Cảm ơn thôi à? Cảm ơn thôi. Thôi đi xe buýt đêm nhận lại lời cảm ơn thôi à? Không có 30 triệu nào rồi các bạn ơi, đi tiếp nào. Mắt tôi nó có kiểu hoa hoa không nhưng mà Mano canh thời nay trông lạ nhờ, nhiều model, nhiều mẫu mã thật. Điều vuốt mèo cái. Đừng lo cu. Tao chắc chắn mày sẽ chết trước tao, đừng lo. Bạn không có một chút đạo đức nào. Có điều gì nguy hiểm xảy ra, con mèo này sẽ phải làm bổn phận đầy tớ của nó cho tôi các bạn. Nó phải làm cái bổn phận đấy thôi. Miễn là tôi an toàn là được. Chắc chắn là nó sẽ rất hạnh phúc nếu tôi làm thế. Ok, đừng đánh giá. Nhớ like video, đăng ký kênh để con mèo còn được sống nhá mọi người ơi. Chào cụ nhá. À cụ về nhanh vợ ạ. Phí về nhà với vợ cụ là 20 triệu. Tôi định bảo nãy giờ những người lên xe buýt tôi có thật sự là người không. Oh hello. Cái cây thôi mọi người ơi. Cây đợt này sắp Halloween người ta trang trí kiểu đấy. Sao không nhìn thấy ông ấy trên xe buýt? Cụ ơi. Cụ ơi. Không nhìn thấy cụ trên xe buýt các bạn. Tôi nghĩ trò chơi nó đang thực sự build up một cái tình huống kinh dị chủ chốt để khiến tôi đái ra quần. Nhưng mà điều đó rất khó xảy ra. Với một người chơi game kinh dị quá lâu như tôi thì điều đấy rất khó xảy ra anh em ạ. Ok, bình tĩnh. Cụ ơi. Cháu bảo là cụ giờ cho. Cụ xuống ngay bên đây cho cháu. Mời cụ xuống cho. Vâng. Mời cụ xuống cho. Cụ làm thế cháu không vui. Cháu không vui. Mời cụ xuống cho. Mời cụ xuống cho. Lên đi anh trai. Anh này ăn trộm tôi không đấy. Từ từ quay ra sau nào. Ui thằng này bị dở rồi. Đang định bảo ông ấy là trông chừng hộ cái ông già ở dưới xe buýt. Nhưng mà khả năng cao là bọn nó cùng một tổ chức đấy anh em ơi. Lên đây tao lái xe đêm nhiều rồi. Không phải dở trò nhá. Chào buổi tối Sam. Chào buổi tối anh Giai. Anh Giai đấy mặc cái bộ đồ phải nói thật là anh này. Anh bảo là anh ấy vừa mới đi ăn cướp về hay sao mà có bộ áo phi phai. Ôi có mẹ mày. Nó đang ở trên xe tôi. Cụ ơi. Cụ uống nhiều Enlin, cụ giúp cháu. Cụ uống nhiều sữa, cụ giúp cháu với. Cụ giúp cháu với. Anh ấy diễn thôi. À tôi diễn thôi chứ thực sự tôi cũng sợ lắm đâu. Bình thường à. Mấy game kinh dị này nó là kiểu. Ngồi vào chỗ cho vâng. Ngồi vào chỗ. Đến tao gọi. Không phải rụp. Đến tao gọi. Làm rất. Cả ngày lái xe cả ngày rất mệt mỏi rồi. Mày biết tao bị chi không? Hình như nó không biết tôi bị chi anh em ạ. Nếu mà nó biết tôi bị chi và trở nên khó tính từ những ngày tôi lái xe, chắc là nó sẽ cư xử kiểu khác. Xuống cho vâng. Xuống cho. Sao bộ dạng về cúi cúi thế làm gì. Cút mẹ em đi. Kinh quá. Chúa giúp bạn. Ơ hình như anh ấy là một người tốt mà. Anh ấy là người tốt mà. Anh ấy vừa chúc mình kìa. Xuống cho cụ ơi. Cụ ấy ngồi lâu thế. Ending 5/5. Tôi chỉ làm việc ở đây thôi. Chúng ta có 5 ending. Và ending mà tôi cứ đón mọi người và drop người ta ở đúng nơi, chúng ta sẽ dẫn đến cái ending 5/5. Thế ví dụ mà ending khác thì tôi phải làm gì nhở? Tôi nghĩ là lần này tôi sẽ đón mọi người nhưng mà không thả ai cả. Chào cụ nhá. Tôi định đâm cụ luôn. Không được rồi. Sẽ không có ending. Đi luôn này.
Ông ấy lên kịp anh em ạ, không phải lỗi tại tôi. Cụ ơi, lần này cháu tìm ending khác nên là cháu sẽ không thả cụ đúng nơi đâu. Cụ tự lo cụ nhá, tự lo. Có tận 5 ending cơ. Ending đón nhưng mà không thả xuống. Nó sẽ là cái ending gì nhỉ? Để tôi thử xem, để tôi test xem. Có thực sự là tôi sẽ đón nhưng mà không thả ai xuống được không nhỉ? Thêm một ending nữa anh em ơi. Đây không phải là công việc phù hợp với tôi. Đó là một ending nữa nhá. Sao tìm ra nhanh thế nhỉ? Lái xe cố đừng đâm vào ai nhá anh em ơi. Nhận vào cái kết đuổi việc đấy. Vậy nếu như mà tôi không đón ai trên cái chuyến đi của mình thì sao? Tôi sẽ không đón ai cả. Hello, have a good time. Young man. Gì ấy? Cụ này uống nhiều sữa ác thế. Cụ đuổi theo xe buýt được luôn mà. Cụ hiểu không? Không, ta phải về với vợ tao. Xong rồi cụ đuổi theo, xong rồi cụ ý lên được luôn mà. Cụ đã lỡ lên rồi thì cháu cháu sẽ làm cái ending mà cháu không thả cụ. Đây nhá, tôi trình diễn lại các bạn xem này. Chúng ta đã đóng cửa đúng không? Đóng cửa lại. Hy vọng là cụ vẫn chạy theo nếu mà tôi vẫn đóng khi mà tôi đóng cửa vào. Bye cụ nha. có đuổi theo. Hello, lên không? Mấy người dân đây không phải người đâu mọi người. Thôi tôi lỡ đón rồi anh em, thì bây giờ tôi sẽ đi ngang qua luôn và không hề thả họ ở nơi họ cần, có được không? Đáng ra đoạn này tôi phải dừng này đấy, nhưng mà tôi không dừng. Chào anh bạn Manu Canh, vẫn ở đấy à? Không xuống đây, không xuống đây. Không dừng đây. Không dừng đây. Mấy chị đi với em về nhà, em nói thật em sợ lắm. Đi với em về nhà phát. Chưa thấy có cái gì cả. Lên đi. Tao không dừng đâu, nó xuống đấy. Nó xuống, đừng. Ồ, xuống bằng được mà. What the fuck. Nếu mà khó khăn thế bây giờ tôi sẽ không đón ai hết. Nhưng mà đấy là điều tệ nhất tôi có thể làm đúng không? À, bây giờ tôi mới để ý là ở trên xe có hai người không được phép lên nữa này. Đừng để người này lên xe buýt, chắc phải có câu chuyện gì đó. Cảm giác bị dán ban ở đây ấy, không đáng ấy. Các bạn chỉ là làm gì đó sai ở xe buýt thôi. Nhưng mà tất cả những ai ở lên trên này sẽ đều nhìn thấy mặt bạn như kiểu bạn ra khơi và tìm kho báu ở Trương Mỹ Lan vậy. Không, không ai cho mày lên đâu, không cần phải chửi. Cái thằng cu mũ trắng mà nó thà vào rừng ấy mà, anh em ạ. Chưa có gì thay đổi. Rồi, vừa nói chưa gì thay đổi, mất luôn điện. Chuyến sau cụ ơi, chuyến sau. Ending 4/5, cậu bị đuổi việc. Tôi đang chơi trò gì này? Nó còn có cái thể, nó là cái ending gì được nữa nhở? Tôi đã không đón bất kỳ một ai này. Tôi đã đâm xe này. Tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Bây giờ chỉ có một cách để tôi có thể test cái ending còn lại thôi. Đó là cái ending mà tôi đón ông đầu tiên nhưng mà không bao giờ cho mình xuống. Được đấy, tôi sẽ đón người đầu tiên. Mở ra nào. Chào mừng cụ nhá. Chắc là cụ chưa nghe tin là cụ sẽ không bao giờ được xuống nữa đúng không nhỉ? Cái người này thì tôi sẽ không bao giờ thả người ta ở cái bến xe buýt nào cả. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không được. Cụ vừa bảo là dừng lại, cụ xuống nhưng mà thôi. Vậy là đã qua một chuyến của cụ rồi. Thế ví dụ mà phát sau tôi đỗ lại thì cụ sẽ không xuống chuyến đấy, tại vì đó không phải xuống, không phải là cái chuyến đúng của cụ đúng không? Vậy nếu mà tôi đỗ lại đây thì cụ có xuống không? Cụ mà chớm xuống phát là tôi đi luôn. Ôi. Cụ xuống chưa? Cụ không được xuống. Đóng rồi. Kiến trang à. Tôi vừa có thêm thông tin, tại vì hiện tại tôi đang livestream. Có một vài bạn bảo rằng những cái người bị cấm ở đây lên thì tôi có thể mở được những cái ending khác. Cái bà chị gái này trông rất giống cái người thứ hai. Tôi sẽ bỏ qua cái ông thứ nhất và đón bà chị gái thứ hai này lên. Cái người này trông rất giống kiểu đầu chọc. Đây rất giống với ông đầu chọc gần cuối mà mặc kiểu áo caro ấy anh em. Tôi sẽ đón đúng hai người này lên và xem kết quả ra sao. Đây rồi, cái người mà tôi đáng ra không cho lên đây rồi. Đây rồi, mời chị lên cho. Mời chị lên cho. Chị đây đúng không?
chị quá là bầy nhầy luôn. Vì tôi vừa bảo là đón khách ở trạm 101, đón khách ở trạm 701 và đóng hết tốc độ. 701 đi qua chưa nhở? Đi qua chưa nhở? Cái thanh tốc độ này nó chỉ hoạt động khi mà tôi đã đón khách lên thôi. 666. Khách này không đón thì thôi chịu rồi. Khách này là khách phải đón anh em ạ. Sáu 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 thì phải đón rồi. Mời vào chỗ cho, hình như chính là ông này đấy. Tôi đón đúng hai vị khách mà không cho lên rồi. Chúng ta sẽ thử xem cái ending này nó sẽ là như nào. Ô đây rồi, đây rồi. Không phải rồi. 668 không phải, 701 đi. Sẽ đón 701. 701 ơi. Hả? Hả? Bro. 701 là trạm cuối mà nhở? Nhớ cái trạm xăng không, từ đoạn đó quay đầu đi ngược chiều về là ra ending 2. Anh có tin được em không đấy? Em bảo anh đón ở 701, anh chả thấy một ai cả. Em nói dối. Viewer của mình vừa thông báo cho mình một cái tin, đó là nếu mà muốn mở hai ending còn lại thì sẽ là phải làm những cái cách sau đây. Tôi sẽ vừa đi và vừa làm anh em. Lần này tôi sẽ vẫn đón khách đầy đủ. Lên đi cụ. Khi mà đến trạm xăng và chào cái manơ canh ở trong đó, tôi sẽ quay đầu đi ngược chiều. Tại vì theo viewer của tôi, tôi không thể nghĩ được cái vấn đề đấy. Mà viewer của tôi đã nhắc tôi rằng là khi mà đến đấy tôi sẽ quay ngược lại để mở ra cái ending khác. Để xem nó có sợ không chứ, cái trò này chơi từ đầu tôi chả thấy sợ gì. Chuyến này là tôi sẽ thả ông già này. Cụ này trước khi xuống còn thank you các kiểu. Nếu mà lái xe nghe nhạc này tôi đồng ý. Chứ còn xe khách ở Việt Nam tôi phải nói thật, tôi lên tôi nghe tí là tôi say ngay. A few moments later. Đến trạm xăng rồi, đến trạm xăng rồi. Để thả này, ai xuống thì xuống này. Ai xuống thì xuống này. Cơ hội cuối cùng này. Vai cái gì. Đây rồi, tôi sẽ quay đầu lại. Như những review của tôi mách, đây là chỗ duy nhất đủ rộng để có thể quay đầu. Quay đầu là bờ. Đừng khóc nữa, hay lín đi em ơi. Quay đầu. Đây. Quay đầu xem nào. Khéo là ra được cái ending đấy mọi người ơi. Khéo là ra được cái ending. Tim tôi đập nhanh quá. Không không, ý là tim của ông tài xế đập đang khá nhanh nếu mà các bạn nghe được. Ố, thở gấp. Ố. Thở gấp. Không xoa mèo. Chưa thấy có gì cả. Mắc tốc độ, không dừng. Non stop. Ending này chắc là tôi đoán là cảnh sát hiện ra và phạt thôi, chứ còn thực sự thì chưa nghĩ được cái ending nào. Đang đi đâu này? Gì ấy? Ok. Diễn thôi. Trêu mọi người thôi, game cũng bình thường, không quá đáng sợ. Chắc là tôi sẽ chỉ mở đến thế thôi anh em ạ. Nó còn một cái ending nữa nhưng mà thôi tôi sẽ không làm nữa. Tôi hơi ngấy cái việc lái xe rồi. Hẹn gặp các bạn vào những video sau. Bye bye anh em nhé. Like video, đăng ký kênh.